Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nỗ lực chống tham nhũng của Tổng Trọng chỉ là múa võ sơn đồng. Ngày 5 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân với tựa đề Sự nghiệp cuối đời hay cụ Tổng đang múa võ sơn đồng. Theo tác giả, có lẽ nhiều người dân kính phục và tôn sùng ông Trọng như vị anh hùng chống tham nhũng quyết liệt nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại không phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để hàng loạt cấp dưới trực tiếp sai phạm. Như vậy, tác giả mỉa mai, ông Trọng là anh hùng, nhưng là anh hùng không phải chịu trách nhiệm người đứng đầu. Đó là mâu thuẫn lồ lộ, nghịch lý mồn một, nhưng được mặc nhiên chấp nhận. Nhưng có lẽ cái tính chất lập lờ hai mặt, nửa nạt nửa mở ấy mới chính là đặc điểm của nền chính trị Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả cho hay, phương pháp chống tham nhũng của ông Trọng là trừng trị quan chức dính chàm, đồng thời kêu gọi hô hào các quan chức của đảng và chính phủ phải làm gương, nêu cao đạo đức, danh dự, thanh liêm, trong sạch. Nhưng chính phương pháp này lại là một sự vô lý khác. Ở mặt phải, nó chứng tỏ quyết tâm trừng trị quan tham và cảnh cáo mối quan hệ đen truyền thống, quan chức, thương gia. Nhưng ở mặt trái, nó phản ánh sự bất lực của chính phủ trong chống tham nhũng, đồng thời bộc lộ nguyên nhân bản chất của nạn tham nhũng. Tác giả cho rằng, nguyên nhân của tham nhũng ở Việt Nam thì ai cũng thấy nó là mâu thuẫn giữa quy định về trách nhiệm nghĩa vụ của cán bộ đảng viên và phúc lợi chính thức họ nhận được. Một bí thư, chủ tịch cấp tỉnh muốn phát triển kinh tế địa phương nhiều khi phải mạo hiểm với những chính sách, với ý kiến chỉ đạo của nhiều nhân vật không liên quan và không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, một cán bộ lãnh đạo bằng quyết định, mạo hiểm và trí tuệ của mình có thể đem lại lợi ích chung cho địa phương hàng ngàn tỷ đồng. Còn bản thân họ thì chỉ được phép nhận đồng lương tối đa 20 triệu đồng một tháng. Tác giả nhận xét, điều đó dĩ nhiên là không công bằng. Trong thâm tâm, tuyệt đại đa số cán bộ đều nghĩ như thế. Còn những doanh nghiệp được hưởng lợi thì không cần nghĩ nữa. Họ bù đắp sự bất công ngay bằng phong bì hoặc bỏ vào thùng xốp. Hình ảnh cụ Tổng đang múa võ sơn đồng bằng công việc đốt lò. Còn người dân nói chung thì thiết thực và sòng phẳng. Dân sẵn sàng chi tiền cho cán bộ để được giải quyết công việc ổn thỏa trong quy định của pháp luật. Vẫn theo tác giả, thực tế xã hội Việt Nam đã vận hành như thế suốt mấy chục năm nay. Bất kể các cuộc hô hào, các cao điểm chống tham nhũng hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác. Thế nhưng, đảng dứt khoát không chấp nhận thực tế ấy. Thế cho nên, nó là điểm chết của toàn bộ chủ trương, chính sách chống tham nhũng từ xưa đến nay, và từ nay đến mãi mãi về sau nữa. Tác giả bình luận, bản chất của tham nhũng là lợi ích vật chất, nhưng Tổng Trọng chỉ nêu cao ý thức đạo đức, danh dự, trách nhiệm với đảng, với tổ chức, với nhân dân. Lương công chức, viên chức vẫn tăng, nhưng chẳng bù được với giá tăng. Mà đói thì đầu gối phải bò. Vô số cán bộ đảng viên phải bò bằng cách bán đủ thứ, từ bán hàng online, bán sức lao động đến bán chất xám. Và những người khôn ngoan nhất thì đương nhiên bán chữ ký lấy tiền. Tác giả đánh giá đấy là cái động cơ khổng lồ chi phối toàn bộ hành động của bộ máy nhà nước, đem danh dự đảng viên hay sự gương mẫu để buộc nó quay ngược lại, thì khác nào thổi hoa giấy ngược gió mà đòi phải trúng hồng tâm của tấm bia di động. Tránh né điểm mấu chốt này, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng không thể đạt được hiệu quả thực sự như bộ máy truyền thống nhà nước tung hô. Nó chỉ có thể khiến cho cỗ máy tham nhũng quay chậm lại một chút, rồi sau đó sẽ phục hồi, thậm chí còn quay nhanh hơn để bù lại những gì đã mất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nỗ lực chống tham nhũng của Tổng Trọng chỉ là múa võ sơn đồng. Một vụ ngộ độc thực phẩm lớn từ bánh mì xảy ra ở Đồng Nai. Ngày 3 tháng 5, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam gần 500 người ngộ độc vì ăn bánh mì, Thủ tướng ra công điện, công an vào cuộc. Theo đó, có tới 487 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến trưa ngày 3 tháng 5. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho hay, báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Võ Thị Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết vụ ngộ độc bắt đầu xảy ra khi một số người nhập viện vào chiều ngày 30 tháng 4 với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng, đến sáng ngày 1 tháng 5, khoảng 30 đến 40 người khác nhập viện và số lượng này tăng thêm hơn 70 ca vào chiều cùng ngày.
Theo VOA, tiệm bánh mì băng đã được yêu cầu ngừng hoạt động vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 5. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tiệm bánh mì băng có quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì mỗi ngày. Tiệm này thuộc diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm này tự chế biến, từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến theo báo Thanh Niên. VOA dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay, theo Sở Y tế Đồng Nai, cho đến nay chưa có trường hợp tử vong. Nhưng trong số 12 bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, có 2 ca tiên lượng rất nặng phải thở máy và kết hợp lọc máu. Ngoài ra, có 2 ca khác tiên lượng nặng. Các ca còn lại đang được theo dõi sát. Hơn 300 ca đang điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng tạm ổn, chưa có tình huống trở nặng xảy ra. Hình ảnh tiệm bánh mì Cô Băng, nơi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm mới này. VOA cho biết vụ ngộ độc trên quy mô lớn đã khiến Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phải ra công văn hỏa tốc vào chiều ngày 2 tháng 5, yêu cầu các bệnh viện tăng cường nhân lực để điều trị kịp thời cho các nạn nhân. Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc và công khai kết quả kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Vẫn theo VOA, Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang hôm 3 tháng 5 cũng ký công điện yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm sau khi vụ ngộ độc quy mô lớn xảy ra ở Đồng Nai. Lãnh đạo Việt Nam yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, nghiên cứu, xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm. VOA cho biết thêm, theo thống kê, số vụ ngộ độc trên toàn quốc được ghi nhận trong năm 2023 là 125 vụ, làm trên 2.100 người bị ngộ độc và làm 28 người tử vong, có xu hướng gia tăng so với năm 2022, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Hình ảnh tiệm bánh mì Phượng tại Hội An từng gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho hơn 300 người, đa số là du khách. Trên thực tế, tuy Việt Nam có Cục An toàn thực phẩm, nhưng việc kiểm tra, giám định chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cực kỳ kém. Các cuộc kiểm tra vệ sinh thực phẩm thực chất chỉ là việc sách nhiễu, đòi hối lộ của các cơ sở kinh doanh. Dù làm tốt mà không có phong bì phong bao thì cũng bị phạt, bị đóng cửa. Dù làm bậy mà phong bì dày thì cán bộ cũng nhắm mắt cho qua. Các cơ quan chức năng không những không thực hiện tốt nhiệm vụ của họ mà còn trở thành nơi dung dưỡng cho những hành vi vi phạm pháp luật, coi thường mạng sống của người dân. Chính vì vậy, những năm qua đã liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, từ công nhân cho đến các trường học, công sở do không kiểm soát được chất lượng đầu vào của nguyên liệu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin một vụ ngộ độc thực phẩm lớn từ bánh mì xảy ra ở Đồng Nai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d